Xin kính chào cả nhà. Ngày hôm nay em quay chiếc video ngắn này để gửi lời chân sâu sắc tới thầy Trần Việt Quân và cô Kim Sơn đã chuyển hóa em có một phiên bản an nhiên của ngày hôm nay. Và cũng để chia sẻ với cả nhà câu chuyện của em Nhiên 4 năm trước khi biết tới khóa học lãnh đạo chính mình của cô. Trước đây thì cuộc sống của em gói gọn trong một chữ vội, làm gì cũng vội. Vội đi làm, vội về nhà, vội kiếm tiền, vội đi vội đứng rồi vội thay đổi mình. Trước đây thì em thấy việc mình sống vội là một phần tất yếu của thời đại 4.0, mà thời đại em được cài đặt vào tư duy đó là không còn phải là thời đại của cá lớn nuốt cá bé nữa, mà thời đại của cá nhanh nuốt cá chậm. Thế nên là em hợp thức hóa với lối sống vội vàng của mình, cho đến một ngày đó là thời điểm mà em bước ngoặt của cuộc đời em và con gái mình. Đó là khi con gái em vào lớp 1. Lúc đó thì em cảm nhận rõ về sự chối bỏ của nhà trường và xã hội đối với những khó khăn của con em. Thì con em theo ngôn ngữ của khoa học gọi vấn đề của con em là tự kỷ. Và lúc đó thì em đổ lỗi cho bản thân mình rất nhiều. Em nghĩ rằng là do em mải kiếm tiền, mải chạy theo tham vọng mà để cho con bị mất đi tuổi thơ và vấn đề của con em gặp phải thì đang được sự chối bỏ của mọi người. Điều đó khiến em vô cùng đau lòng và bế tắc, không nhìn thấy được những cái giải pháp cũng như là tương lai. Và lúc đó thì em rơi vào trầm cảm rất là nặng và em nghĩ rằng là em sẽ bán tất cả mọi thứ đi. Những gì mà đã lấy mất tuổi thơ của con em thì em sẽ bán hết, em sẽ tiêu hết. Khi mà tiêu hết tiền ấy, thì em sẽ dừng lại và kết thúc mọi thứ. Và lúc đó thì thầy Quân và cô Kim Sơn xuất hiện. Đầu tiên thì em học lớp chánh kiến của thầy Quân, và sau đó thì được giao duyên bởi một người bạn, và em cũng rất là biết ơn người bạn đó đã chia sẻ với em về khóa học lãnh đạo chính mình của cô. Lúc đó thì cô chưa có làm truyền thông, và em đã quyết định đi học dù không biết là cô là ai, khóa học là dạy cái gì, chỉ biết rằng lúc đó mình đang như là một người đang chết đuối và đang đi tìm những cái phao để cứu vớt chính mình. Và ngày hôm nay thì kết quả là em và con gái đã lựa chọn một cuộc sống trên một ngôi nhà lá, trên một góc đồi, để chọn một lối sống chậm lại và tỉnh thức hơn. Và với chất lượng cuộc sống hiện tại thì hai mẹ con đã an vui và bình an hơn trước rất là nhiều. Tuy rằng em biết rằng hành trình này còn nhiều những khó khăn và cần rất nhiều thời gian, nhưng mà em đã tìm thấy hướng đi rồi. Bây giờ việc của em là cứ đi thôi. Và em xin gieo duyên tới các cô bác anh chị, những người bạn hữu duyên nghe video này của em. Nếu như mình hay là những người mà cô bác anh chị quen biết đang cũng gặp những khó khăn mà em Nhiên cũng từng gặp phải, những bế tắc không tìm thấy hướng đi cho mình, thì hãy đến với khóa học lãnh đạo chính mình, sẽ giúp cho chúng ta tìm thấy ánh sáng ở phía con đường, và việc của chúng ta là vững chãi bước trên con đường này thôi. Và em rất là biết ơn thầy cô, rất là biết ơn các nhân duyên và biết ơn cả nhà đã lắng nghe câu chuyện của em. Và xin hẹn gặp cả nhà tại khóa lãnh đạo chính mình ở Hà Nội tại BKE vào cuối tuần này, thứ bảy và chủ nhật. Chúng ta sẽ được trực tiếp cô Kim Sơn chia sẻ, và xin hẹn gặp lại cả nhà, và xin chân thành cảm ơn.